Dạ rồi, hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến anh chị em là một cái mẫu liều cắm trại dành cho bốn người cực kỳ cao cấp luôn nha. Rồi thì cái mẫu liều này là thuộc là dạng là mẫu liều quốc dân dành cho những anh em hay đi camping cắm trại nha. Rồi thì bên em sẽ mở thử cái mẫu liều này ra cho anh em mình xem thử bên trong nó như thế nào nha. Và mẫu liều này chỉ cần một hoặc hai người là có thể thao tác mở ra và xếp lại được rồi nha. Mẫu liều này thì nó có thiết kế rất là đẹp và chống nước cho anh em mình luôn. Cho nên anh em mình cứ yên tâm mà đi camping nha Rồi xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước Thì hôm nay em lên cho anh chị em là một cái liều ha Đây là liều cắm trại nha anh em Liều này nó rất là xịn sò, rất là đặc biệt Thì bây giờ em sẽ quay sơ chi tiết cũng như kích thước cho anh chị em mình coi luôn nha Thì cái phần liều này là nó gồm là hai phần nha anh em Một phần là liều nè đó, rồi một phần là nó có một cái tấm ở trên đây nữa là cái tấm là chống nước nha đó để khi anh em mình cắm trại trong cái điều kiện mà mưa gió ha rồi thì nó vẫn đảm bảo an toàn cho mình luôn rồi thì em sẽ quay sơ cái phần mặt trong nha anh em đầu tiên thì trong đây á là cái phần cửa của nó là nó cũng có hai lớp nha anh em một lớp là lớp lưới nè lưới này là để cho anh em mà trời nực quá mình có thể mở ra nhưng mà mình chặn cái lớp lưới này lại là để cho tránh côn trùng nha mũi mồng đồ đó ha rồi còn đây là phần ở trong nội thất của cái liều thì cái liều này nó tương đối rất là rộng luôn nha anh em đó ở trong đây là nội thất là gồm nè vừa bước vô trong đây cái liều thì hai bên nó có hai cái ngăn để cho anh em có thể để những cái đồ dụng lặt vặt bên đây bên hông hen ha. hai bên nè rồi còn về cái phần đây là nó có một cái cửa sổ phía sau đó đây là cái cửa sổ phía sau cũng là hai lớp luôn đó cửa sổ phía sau cũng là hai lớp luôn một lớp là một lớp là chống nước một lớp là chống côn trùng còn phần trên đây cũng vậy luôn để khi anh em mình khi mà mình cắm trong điều kiện mà thời tiết nó không có nắng mưa gì đó Nhưng mà nó nực thì mình có thể mở cái tấm ở trên này ra luôn để để đón gió ở trong đây luôn Nó rất là hay rất là xịn nha anh em Rồi thì cái liều này nó nội thất nó sơ là như vậy Còn về ngoại thất thì em sẽ quay một vòng cho anh em mình xem nha Đó Rất là đẹp rất là chắc chắn luôn anh em những cái nang của nó làm siêu cứng nha Đó anh em mà đi cắm trại bão cũng không sợ luôn nha nó đầy đủ những cái khóa kiền cho mình xuống đất luôn rồi nó thiết kế là khí động học nha anh em khí động học là khi có gió mạnh thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái liều này luôn rồi rất là hay ha rồi bây giờ em đo sơ cái kích thước của cái liều này đi rồi thì bây giờ em sẽ đo sơ là về là cái chiều cái liều này tương đối là hình vuông anh em đó hình vuông nha nó hai m ba rồi ngang 2m3 rồi dài chắc cũng tầm 2m3 đó nhưng mà em đo kỹ cho anh em mình luôn rồi ngang 2m3 dài 2m rưỡi anh em ơi đó ngang 2m3 dài 2m rưỡi thì cái liều này nó sẽ thích hợp với là một người hai người ba người và có thể là bốn người luôn tức là anh em mà nằm xích là một xíu là bốn người nằm được luôn nha anh em thậm chí hai vợ chồng hai đứa con vẫn rất là ok rồi thì ở đây nó nó thiết kế ở đây nè, cái phần đầu nó nhô ra để khi mà mưa ha thì mướt nước ở đây nó sẽ chảy xuống đây nó không có chảy vô liều. Nói chung là cái liều này có thiết kế rất hay. Rồi thì ok anh em, liều này là có chống nước luôn nha. Rồi bên em đang bán cái liều này với giá là 1 triệu ba anh em. 1 triệu 300 ngàn. Rồi anh em nào quan tâm tới mẫu liều này thì vui lòng điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Rồi em cảm ơn và hẹn gặp lại các anh em trong mấy cái video sắp tới nha.